Đàn ông thì có thể không biết, tầm 2 tỷ thì có thể mua túi Hermes Birkin hoặc Kelly. Nhưng nếu ông nào bỏ 2 tỷ để mua cái xe này thì đích thị là doanh nhân sành sỏi. Đây là President, không chỉ là một phương tiện di chuyển mà nó còn biến bạn trở thành một chủ tịch. Ví kể cả Maybach cũng không thể túi ưu không gian bằng chiếc xe này. Để đồ của mình ở đây, đồ của bạn gái bên này, và thậm chí có thể cá nhân hóa thành bộ massage chân. Maybach chỉ có 2 ly, còn mình để hẳn 4 cốc. Đặc biệt là hai ghế ngồi đối diện nhau. Nó là tầm S600 Pullman chứ không phải là Maybach nữa rồi. Ơ sao mà ghế phụ ngồi thoải mái thế nhở? Bởi vì nó rộng và ngả sâu hơn. Mấy con đời mới, ngồi ghế sau còn chả có cổng sạc. Cái tầm chủ tịch ấy, một tay là để bấm nút, tay còn lại là để ký. Massage toàn thân là điều chắc chắn, và chỉ cần một nút bấm là nó biến thành dừa. Và nếu như mua chiếc xe này thì còn có thể đong đưa bởi hệ thống âm thanh vỏ. Cho dù vừa đi vừa quẩy cũng không thể say được, bởi vì độ êm ái mà Ford Super Comfort đem lại. Mà nếu có quẩy mệt quá thì chiếc giường ở phía sau này không thể hợp lý hơn.